Em xin chào tất cả quý vị và các bạn. Vừa rồi được giả vờ cho mọi người nhìn thôi. Có lẽ con này đục không phải là sao. Chú sợ phải buông tay ra như này. Đấy, quay vào cái cổ tay này kia. Đây, như này. Rồi. Đấy. Xin chào mọi người, đùa vui mọi người một chút thôi. Chứ còn tôi thì thực ra không phải thợ mà sản xuất được cái này đâu. Quan trọng người thợ chính là anh Hoài đây này, anh Hóa này. Thì ở đây sẽ giới thiệu cho mọi người về cái chi tiết của một cái cấu kiện ở đây. Chắc mọi người nhìn nó rất là quen rồi. Cái này gọi là cấu kiện gì anh Hòa nhỉ? Cái này là có cái kẻ hiên. Cái kẻ hiên nhá. Đấy, mọi người nhìn rất là quen. Đây, cho mọi người nhìn từ đầu vào đi. Đây này. Đúng rồi. Đó, từ đầu đang nhìn vào cái chữ này đúng không anh? Đúng rồi, đây là cái đầu đó. Đó, kẻ hiên đấy, cái này chữ thọ này, còn cái chỗ này là cái cột là hiên này đúng không anh? Rồi, cột đá, vị trí cột đá. Thế còn cái trong chỗ mà vừa nãy mọi người nhìn đấy, ở đây là đấy là đầu cột con. Đầu cột con, đầu chỗ cột cửa con. Đấy. Đầu cột cửa. Dạ vâng. Chi tiết này cái xà lồng nó sẽ đè lên đây. Rồi. Xà lồng sẽ đè lên đây để gánh toàn bộ cái chiều dài của kẻ hiên này. Đấy, thì kẻ hiên này được gánh bởi hai điểm này. Đúng rồi. Thì tiếp tục trong cái series chia sẻ cho mọi người về các cái cấu kiện trong nhà từ đường. Thì trước khi mà đi và giới thiệu và chi tiết thì anh có thể giới thiệu cho mọi người là cái thằng kẻ hiên này nó làm bằng chất liệu gỗ gì và có kích thước chiều dài là bao nhiêu không anh? Có lẽ là đây là một cái chi tiết đẹp nhất của ngôi nhà. Đẹp nhất. Nó khoe ra khi bước vào cửa một cái là chúng ta sẽ nhìn thấy ngay cái chi tiết này. Rồi ạ. Mà nó đòi hỏi củ gỗ rất là to, chắc là có lẽ to nhất trong ngôi nhà. To nhất rồi đấy. Rộng dài như chi tiết này dài khoảng 3m20, rộng 50cm với người thợ với vay nhận chi tiết gỗ này đấy. Dạ. Nó đã là to, nó đòi hỏi về chất lượng, nó cũng nhiều hoa văn đấy. Tất cả mọi cái đặt chất lượng gỗ lên đầu tiên. Dạ. Đẹp với xấu là thứ hai thôi, chất lượng mà không tốt thì nó không trường tồn của ngôi nhà. Dạ. Chứ nói là cái đã là cái chi tiết đầu tiên thì đục đẽo cũng phải kỹ hơn để dạ, nó khoe được, nó toát được cái vẻ đẹp của ngôi nhà ở chi tiết này là chính. Nên là chúng tôi là người thợ chú trọng nhất việc to việc nhỏ đều chú trọng, nhưng mà cái kẻ hiên này là sẽ là vất vả nhất và ưu tiên nhất. Thợ làm cũng vất vả, soạn gỗ cũng vất vả, và khi mà đục chi tiết này thì đúng vận chuyển đi cũng vất vả vì nó to, dạ, to để mình tránh được sức mẻ bọc phải kỹ. Đúng rồi. Đây nha mọi người, cái chi tiết này thì phải nói rằng là những người đi đường không dám vào, không nhìn được chiêm ngưỡng được về cái này. Đúng rồi. Đấy, và chúng ta bước lên hiên. Rồi. Bước lên hiên, ngửa mặt lên là sẽ nhìn thấy nó. Và cái chi tiết này khi mà chúng ta lên cấu kiện ấy, thì nó là một cái đường chéo, đúng không anh? Đấy, chéo từ trên xuống dưới. Đúng rồi. Thế mà khi mà sản xuất ở đây thì chúng ta phải đặt nó thẳng thôi. Đây là chúng ta luôn có một cái con số, đúng không anh? Chuyển đổi theo bản vẽ thiết kế từ thẳng lên chéo như thế nào thì anh có thể chia sẻ là về cái hệ số nhân là bao nhiêu không anh? Cái này thường thường là sẽ có hai cái công thức làm dốc theo dốc độ. Dạ. Có nơi thì làm dốc độ 67 này, 68, 69, 70. Nếu mà dốc độ 67 thì 1m ăn 1m19. Dạ. Mà nếu mà dốc độ 70 thì 1m ăn 1m2, 1m21 gì đó. Nhưng mà người thợ sẽ tính rất là chuẩn chỉ cái dốc độ như này để người đón mừng. Cái đấy là mọi người phải theo cái bản vẽ thiết kế. Đúng và rồi. Cũng theo là kinh nghiệm của các bác thợ làm chi tiết vào ngôi nhà các có bạn nào thì hai đó. Cách để chọn dốc độ, nếu dạ. mà là ngói nam thì chọn dốc độ 67 thôi. Dạ. Nó hơi ngang ngoái một chút thì ngói nó không bị tụt. Trời đất. Nhưng mà nếu mà là ngói tây ấy, tây. Ngói tây thì dốc độ 70 để mưa nó không hắt. Dạ. Dạ vâng. Đấy, đây là cái kinh nghiệm mà tôi nghĩ rằng là ít người nói ra, mà bao nhiêu các tất cả người thợ nào cũng phải hiểu tại sao lại cái lúc nào cần 67 và lúc nào cần 70. Thì trước khi mình là gặp chủ nhà hỏi nhà mình lập nói gì để mình quyết định cái tốc độ đó, cái này phải có kinh nghiệm lâu năm rồi mọi người. Đúng ạ. Và chúng ta phải từng trải qua những cái vấn đề như thế thì chúng ta mới có được kinh nghiệm cao. Cái thứ hai là đây chia sẻ cho mọi người về các cái chi tiết hoa văn thì chúng ta đều phải đục chạm hai mặt hết, bởi vì gần như cái này nó ở giữa rồi. Và mọi người có thể thấy là ở đây thì chúng ta đục là toàn bộ đục mới, cái này là chưa đến phần tinh đâu này. Đúng vẫn rồi, còn phải đục còn thêm chắc như thế này nữa này. Cái này còn đấy. Cái chắp đầu còn có đầu nổi lên nữa. Dạ đầu vâng, nổi lên nữa. Đầu nổi lên.
Đấy, thì cái này là cái hoa văn của chúng ta này. Thì cho mọi người xem về cái mức độ kênh bong của cái này. Đấy, mọi người có nhìn thấy mức độ kênh bong của nó không? Đây, chưa tính đến cái đầu nổ nhá. Đã nhìn là nó ra là 5 phân rồi. Đúng rồi, 5 phân. Đấy, 5 phân, hai bên luôn, rất là đẹp. Đấy, và đây là cũng đang chờ đục này. Còn đây là các cái bếp kết nối của chúng với nhau. Đấy, nhìn một cái sản phẩm như này là rất là hoành tráng này. Mọi người nhìn không? Đó. Thì mọi người đã hiểu hơn về cái cách thi công cũng như là về các cái chi tiết hoa văn của nó. Đó. Và khuyên mọi người là khi cái phần thô như này thì mọi người nên xuống kiểm tra toàn bộ như này. Hoặc mọi người nên chọn những cái đơn vị mà có uy tín cao thì họ sẽ báo giá về cái tay nghề cũng như là về cái chất liệu gỗ và hoàn thiện sản phẩm nó phù hợp với các cái giá trị mà các bạn nhận được. Thì vừa rồi là một trong các cái series mà chúng tôi chia sẻ về các cái cấu kiện của nhà từ đường. Đấy, cùng với anh Hòa là một nghệ nhân, là một người chuyên sản xuất của bên công ty. Đó, thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video chia sẻ lần sau của chúng tôi nhé. Xin chào.